I live life. Một người chân chính mạnh mẽ sẽ không quá quan tâm đến chuyện làm vui lòng đẹp ý người khác. Đừng quá quan trọng cái gọi là giữ gìn mối quan hệ xã hội. Điều quan trọng nhất là bạn phải nâng cao nội lực của chính mình. Chỉ khi chính bạn rèn luyện tốt rồi sẽ có người khác đến gần gũi bạn. Chính mình là cây ngô đồng, phượng hoàng mới đến đậu. Chính mình là biển lớn, trăm sông mới hội tụ. Như hoa có hương, ắt ong bướm sẽ tìm đến. Chỉ khi bạn đến được tầng bậc nhất định thì mới có được những mối quan hệ xã hội tương ứng, mà không phải là ngược lại. Lời xin lỗi không phải lúc nào cũng có nghĩa là bạn sai và người kia đúng. Điều ấy chỉ có nghĩa rằng bạn coi trọng mối quan hệ với người ấy hơn cái tôi của bạn mà thôi. Một người tươi cười không có nghĩa là họ không có nỗi buồn. Điều đó có nghĩa là họ có khả năng đối phó với nỗi buồn đó. Sự tha thứ cho người khác không phải vì họ xứng đáng được tha thứ, mà bởi vì bạn xứng đáng được thanh thản. Mục đích tối thượng của đời người không phải là kiến thức, mà là hành động. Sẽ chẳng có điều gì xảy ra cho đến khi bạn hành động. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân. Một câu nói tử tế có thể làm ấm lòng người ba mùa đông. Một câu nói tổn thương khiến người ta sống giữa tháng 6 mà cảm thấy lạnh lẽo. Trước khi nói, cần dùng cái đầu để suy nghĩ thận trọng. Nói nhiều không có lợi, không đưa chuyện thị phi sẽ không khiến người khác ghét bỏ, tự nhiên sẽ có thể hóa địch thành bạn. Hãy nhớ kỹ rằng, để hủy hoại một người, đôi lúc chỉ cần một câu nói, nhưng để bồi dưỡng một người thì cần ngàn âm vạn ngữ. Vì thế cho nên, chúng ta nên chăng chỉ nói những lời lưu động tình người. Chúng ta có thể tìm niềm vui ở trong học tập, trong vận động, trong việc giải trí và trong việc kết bạn. Đừng nên hỏi tại sao bạn sống, mà nên hỏi ta phải sống thế nào mới hạnh phúc. Làm việc thông minh, chứ đừng làm việc tới kiệt sức. Bạn có thể làm tới 16 tiếng đồng hồ một ngày, nhưng chưa chắc hiệu quả công việc đã như bạn mong đợi. Đó là một dấu hiệu cảnh báo bạn đang sử dụng thời gian và công sức của mình không hiệu quả. Dĩ nhiên, bạn cần chăm chỉ mới có thể đạt tới thành công. Nhưng nếu bạn không biết sắp xếp thời gian và đề cao tính hiệu quả, những gì bạn làm sẽ chỉ là phí thời gian. Chấp nhận sự thật là không ai hoàn hảo cả. Đây là sự thật của mọi sự thật. Bất kể người mà bạn tôn sùng có vĩ đại, có tuyệt vời tới đâu, rốt cuộc họ vẫn là con người. Và đã là người thì ai cũng có thiếu sót, dù ít dù nhiều, ở mặt nọ mặt kia. Đừng quá tự tin mà coi nhẹ việc chăm sóc sức khỏe, ăn kiêng, tập thể dục hay tập theo chương trình đặc biệt thiết kế riêng cho bạn. Mỗi loại hình tập luyện lại có những ưu nhược điểm riêng, hãy lựa chọn hoặc kết hợp theo cách phù hợp nhất với bạn. Khi còn trẻ, có thể bạn rất tự tin với sức trai tráng và không màng đến việc chăm sóc sức khỏe. Điều đó sẽ khiến bạn hối hận khi bước vào tuổi trung niên. Rèn luyện và chăm sóc sức khỏe là điều bạn phải chú ý trong mọi giai đoạn của cuộc đời. Bạn là trung bình của 5 người mà bạn dành thời gian nhiều nhất cho họ. Nếu bạn thật sự muốn thay đổi chính mình, bạn cần phải thay đổi những người mà bạn hay giao du nhất. Hãy dành thời gian cho những người ủng hộ và tin tưởng vào những điều tốt đẹp ở bạn. Thái độ của bạn chính là chìa khóa dẫn tới hạnh phúc. Hãy cảm ơn và trân trọng mọi thứ mà bạn có, bởi ở ngoài kia luôn có những người thèm khát được như bạn. Người hạnh phúc không phải là người được sống trong hoàn cảnh thuận lợi, mà là một người có thái độ sống tốt trước bất kỳ hoàn cảnh nào. Người bi quan luôn thấy khó khăn trong mọi cơ hội, người lạc quan luôn nhìn được những cơ hội trong từng khó khăn. Mọi viễn cảnh, mọi ý tưởng bạn mong ước đều có thể trở thành hiện thực, miễn là bạn cam kết và nỗ lực hành động bằng mọi cách. Bạn không thể chỉ tưởng tượng và đợi một bà tiên xuất hiện
biến mọi thứ thành sự thực. Thái độ sống là yếu tố quan trọng quyết định cuộc sống của bạn. Chỉ cần bạn thay đổi thái độ sống tích cực thì cuộc đời của bạn sẽ tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. For the living, make a better place for you and